Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Quý Dậu, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cau Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh kiếm phong kim ngày Quý Dậu, tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm kiếm phong kim kỵ tuổi Đinh Mão, Tân Mão, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành kim cục, xung với Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý và Tuyệt Dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu, tuổi xung trong tháng tuổi Mão Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Nguyệt Giải tốt mọi việc, sao Phổ Hộ hay còn gọi là sao Hội Hộ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Lục Hợp tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Tây. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Tương phá xuất hiện trong hôm nay gây không ít phiền phức cho người tuổi Tý. Bản mệnh có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, vướng họa thị phi hoặc chịu những điều tiếng mà bản thân không hề làm gì sai. Dù bạn đã cố giữ mình nhưng vẫn thể tránh khỏi những đấu đá nội bộ, chia bè chia phái. Bù lại, những chú chuột có thể gặp may mắn về tài lộc khi có thực thần nâng đỡ. Các thần này tốt nhất cho những người theo nghiệp kinh doanh khi vận trình tài lộc hanh thông vượng phát. Hôm nay rất xứng đáng để tổ chức ăn mừng khi mà tài lộc tới tấp vào tay, tiền bạc tăng lên gấp bội. Ngày thủy sinh kim rất có lợi cho đường tình duyên của tuổi Tý. Chuyện tình cảm êm đẹp sẽ phần nào giúp bạn vững tin hơn trong cuộc sống lẫn công việc, cho dù những khó khăn trước mắt có như thế nào đi chăng nữa. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, vướng họa thị phi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy khó tránh khỏi những đấu đá nội bộ, chia bè chia phái. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, người làm kinh doanh buôn bán gặp may mắn về tài lộc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, tài lộc tới tấp vào tay, tiền bạc tăng lên gấp bội. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm êm đẹp giúp vững tin hơn trong cuộc sống. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 79, số 12, số 58. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe,
vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 2, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Sửu được tam hợp che chở nên có một ngày tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng. Thời điểm vận khí lên cao, những chú trâu gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới. Chẳng những tài lộc, đường công danh của tuổi Sửu cũng rất thuận lợi trong ngày thiên ấn tụ khí. Con giáp này cảm nhận rõ quá trình làm việc của mình vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, bản mệnh có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình, cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này rất có lợi cho đường tiến thân trong tương lai của bạn. Thổ sinh kim giúp tuổi Sửu hoàn toàn có thể yên tâm khi gia đạo êm ấm. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, cho dù đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi hay là những quyết định có ý nghĩa lớn lao, điều này giúp tình cảm giữa hai bạn luôn bền chặt. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, vận khí lên cao, tiền bạc tăng tiến không ngừng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, hợp tác kinh doanh có lợi, thuận lợi để triển khai thêm kế hoạch kinh doanh. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, có một ngày làm việc suôn sẻ và thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, gia đạo êm ấm nhờ đôi bên luôn sẻ chia mọi chuyện với nhau. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 27, số 16, số 85. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Ý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 2, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi ngày mới nhận thấy, chính tài đảm bảo cho người tuổi Dần trong ngày thứ 2 đầu tuần mới này có thêm những nguồn thu dồi dào từ công việc chính của mình nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực bấy lâu. Đặc biệt người làm công ăn lương có điềm báo tăng lương tăng thưởng, những công sức bạn bỏ ra trước đây nay được đền đáp xứng đáng. Song niềm vui nhờ tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng khó lòng bù đắp được những tổn thương trong chuyện tình cảm mà con giáp này đang phải chịu đựng. Mộc kim xung khắc với nhau, người có đôi tranh cãi và mâu thuẫn gay gắt, chưa tìm được hướng giải quyết để không tiếp tục làm tổn thương nhau thêm nữa. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội thoát khỏi tình trạng hiện tại khi chính bản thân bạn cũng chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Bạn lo sợ những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa nên chưa dám mở lòng mình. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, có thêm những nguồn thu dồi dào từ công việc chính của mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, người làm công ăn lương có điềm báo tăng lương tăng thưởng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, công sức bỏ ra trước đây được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, đôi lứa thường xuyên tranh cãi và mâu thuẫn gay gắt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, người độc thân vẫn lẻ bóng một mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 10, số 6, số 77. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 2, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi ngày thứ 2 đầu tuần mới này cho thấy, cục diện ngũ hành tứ hình xung, ý ngọ Mão Dậu gây trở ngại, khiến người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với những tình huống không mong muốn trong công việc, ví dụ như những trục trặc bất ngờ phát sinh, gây gổ với đồng nghiệp, tranh đấu nội bộ, thậm chí có người còn phải thay đổi môi trường làm việc. Ngày này, thiên tài lại bù đắp cho bạn đường tài lộc khởi phát, hanh thông nhờ những khoản thu phụ. Con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình.
Bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình. Người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, bản mệnh làm ăn có uy tín nên giành được lòng tin của khách hàng, không cần quảng cáo nhiều mà vẫn có lượng khách hàng nhất định. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đối diện với những tình huống không mong muốn trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc có trục trặc bất ngờ phát sinh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đường tài lộc khởi phát, hanh thông nhờ những khoản thu phụ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 15, số 23, số 96. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh ngọc, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Được lục hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan. Lại thêm chính Ấn Độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú rồng có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn. Ngũ hành tương sinh còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, được cát tinh chiếu mệnh, mang đến may mắn trong vận trình tài lộc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, vận trình công danh sự nghiệp có những bước đột phá đáng kể. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, được đánh giá cao nhờ tinh thần cống hiến hết mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm gắn bó keo sơn, người độc thân có cơ hội thoát ế. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 26, số 9, số 85. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Nhờ sự xuất hiện của các thần tam hợp, người tuổi Tỵ cảm thấy ngập tràn năng lượng, hăng hái bắt tay vào bất cứ việc gì. Chỉ cần bạn duy trì được hứng thú lâu dài, chớ hào hứng giây phút đầu còn về sau lại bỏ ngỏ thì chắc chắn thành quả làm ra sẽ rất đáng tự hào. Cơ hội thăng quan tiến chức đang bày ngay trước mặt khi chính quan độ mệnh, nếu bạn không nắm lấy ngay sẽ hối không kịp. Vì tương lai tốt đẹp hơn nên bản mệnh không ngại ngần đầu tư tiền của và công sức vào vị trí hiện tại. Đây là khoản đầu tư sẽ sinh lời và đã tính toán kỹ càng, không sợ mất hay lỗ, nhất định thu về còn nhiều hơn bỏ ra. Cũng nhờ tam hợp, vận trình tình cảm của những chú rắn thăng cấp bất ngờ, mối quan hệ của hai bạn được gia đình và bạn bè ủng hộ nhiệt tình. Hãy nhanh chóng tạo bước đột phá trong tình yêu để đôi bên sớm có được một mái ấm gia đình hạnh phúc nhân lúc cát tinh đang tạo điều kiện thuận lợi như hôm nay. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, ngập tràn năng lượng, hăng hái bắt tay vào bất cứ việc gì. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cần duy trì được hứng thú lâu dài, chớ cả thèm chóng chán. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc,
cơ hội thăng quan tiến chức đang bày ngay trước mặt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không ngại ngần đầu tư tiền của và công sức vào vị trí hiện tại. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vận trình tình cảm thăng cấp bất ngờ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 19, số 60, số 22. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: tím, đỏ. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Tử vi hôm nay nhắc nhở người tuổi Ngọ cần phải thận trọng trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Bản mệnh có thể sẽ bị tiểu nhân thiên quan chọc phá, gây khó khăn cho con giáp này trên con đường đi tới thành công. Cơ hội đến ngay trước mắt nhưng bị cướp mất gây bao tiếc nuối. Kẻ địch đứng trong tối mà ta lại ngoài sáng, bản mệnh mất nhiều thời gian và công sức để khắc phục hậu quả. Nhưng chỉ một chút lơ là thiếu cảnh giác là có thể hậu quả sẽ càng ngày càng lớn hơn, vượt quá khả năng kiểm soát của bạn. Tinh thần làm việc dần sa sút, ngay cả chuyện yêu đương cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Hỏa kim xung khắc, bạn thiếu thời gian quan tâm và chăm lo cho người ấy, hiểu lầm nối tiếp nhau, cuối cùng khiến cho mâu thuẫn bùng nổ. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, cần thận trọng trong công việc để tránh mắc phải sai sót không đáng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, có thể bị tiểu nhân chọc phá, gây khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, cơ hội đến ngay trước mắt nhưng bị cướp mất gây bao tiếc nuối. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tốn thời gian và công sức khắc phục hậu quả do lơ là thiếu cảnh giác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, mâu thuẫn xảy ra do thiếu thời gian quan tâm và chăm lo cho người ấy. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 12, số 2, số 38. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: cam, vàng. Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Có thiên ấn phù trợ, người tuổi Mùi có một ngày làm việc hiệu quả, thỏa sức hoạch định những kế hoạch phù hợp với tương lai. Bản mệnh thể hiện được điểm mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ, khiến cả cấp trên tán thưởng và đồng nghiệp đều khâm phục, công việc kết thúc tốt đẹp. Con giáp này là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, vì thế, lãnh đạo luôn tin tưởng và giao cho bạn những công việc quan trọng. Hãy sắp xếp kế hoạch làm việc cẩn thận để công việc đạt hiệu quả cao nhất. Chẳng những vậy, kim sinh thủy, mệnh chủ luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy nhé. Hai người cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn nhiều. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, có một ngày làm việc hiệu quả, thỏa sức hoạch định kế hoạch. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, thể hiện được điểm mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, được cấp trên tán thưởng và đồng nghiệp đều khâm phục. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, đảm nhiệm những trọng trách trong tập thể. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 45, số 11, số 72. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: tím, nâu. Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai,
ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Trong ngày tiếp tài nhập cục, nguy cơ mất tiền hao của người tuổi Thân khá lớn. Do đó, bản mệnh cần phải tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư tiền bạc vào các lĩnh vực mà mình không hiểu rõ. Bạn là người dám nghĩ dám làm, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn mù quáng mạo hiểm tin theo lời người khác mà không tìm hiểu kỹ nơi mình đầu tư. Kim khí quá vượng có thể gây bất lợi tới sức khỏe của những chú khỉ, nhất là những người có tiền sử các bệnh về hô hấp. Thời tiết thay đổi bất thường, lại thêm công việc căng thẳng và mệt mỏi, chúng ta có thể sinh ốm đau bệnh tật bất cứ lúc nào. Bạn nên tăng cường rèn luyện thể dục để cải thiện sức đề kháng. Trong ngày này, bản mệnh tuổi Thân nếu có công việc cần xuất hành đi xa nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt và giờ hoàng đạo trong ngày để tránh rủi ro, tăng thêm sự may mắn. Hướng tốt gồm có Hỷ Thần, hướng thần may mắn, hướng Đông Nam, Tài Thần, hướng thần tài, hướng chính Tây. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, có nguy cơ mất tiền hao của rất lớn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, cần phải tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chớ nên mù quáng mạo hiểm tin theo lời người khác. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, xuất hành theo hướng tốt và giờ hoàng đạo để tránh rủi ro, tăng sự may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nên tăng cường rèn luyện thể dục để cải thiện sức đề kháng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 14, số 61, số 3. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Ngày gặp cục diện, Dậu Dậu tự hình có thể gây không ít khó khăn cho người tuổi Dậu trong ngày thứ hai đầu tuần này. Vận trình tràn đầy một màu u ám. Sự háo thắng sẽ khiến bạn mắc phải sai lầm, lại thiếu kiên nhẫn và quyết tâm nên thất bại là điều chẳng có gì lạ lùng. Hãy suy tính cẩn thận để hạn chế rủi ro vốn dĩ đã có thể tránh. Thực tế, con giáp này luôn hướng suy nghĩ theo chiều tiêu cực, cố chấp bảo thủ với quan điểm cá nhân nên tự làm mình khó chịu. Công việc vì thế tiến hành không thuận lợi lắm, một phần do không có cát tinh nâng đỡ, một phần là vì bạn không chủ động học hỏi, ngang bướng với những nhận định của bản thân. Thêm sự xuất hiện của Tỷ Kiên, có thể vận trình tình cảm của tuổi Dậu hôm nay không được tốt cho lắm khi mà bản mệnh cố chấp không chịu nhận lỗi sai về mình. Một mối quan hệ mà bạn cảm thấy không xứng đáng để mình hạ thấp cái tôi để có sự hòa hợp đôi bên thì khó có thể lâu bền được. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, vận trình u ám, dễ mắc sai lầm vì háo thắng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, thiếu kiên nhẫn và quyết tâm nên thất bại là điều dễ xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy suy tính cẩn thận để hạn chế rủi ro vốn dĩ đã có thể tránh. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, công việc trục trặc do thiếu sự chủ động học hỏi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tình cảm rối ren vì cái tôi quá lớn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 70, số 21. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, ngày gặp cục diện, Dậu Tuất tương hại, người tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải những chuyện buồn trong vận trình cảm ngày thứ hai đầu tuần này. Tình duyên ảm đạm, bản mệnh nếu còn độc thân khó kiếm được người hợp ý và thực sự yêu thương, muốn gắn bó với mình. Chuyện tình cảm đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn, các cặp vợ chồng dễ bất đồng về quan điểm rồi tranh cãi liên miên. Tinh thần ức chế, không khí gia đình nặng nề u ám, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ.
Công việc cũng gặp không ít trục trặc do sự xuất hiện tiểu nhân rình rập, cố tình gây họa cho con giáp này. Ở nơi công sở nhiều thị phi, biết người biết mặt khó biết lòng nên bạn đừng quá tin tưởng ai khác mà phải chăm chú, cẩn thận, hòa đồng nhưng đừng mất cảnh giác, luôn có ý thức tự bảo vệ mình nhé. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, có thể sẽ gặp phải những chuyện buồn trong vận trình cảm. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tình duyên ảm đạm, người độc thân khó kiếm được người hợp ý. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, tiểu nhân rình rập, cố tình gây họa khiến công việc đình trệ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên có sự đề phòng trong các mối quan hệ nơi công sở. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 27, số 94. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Dưới tác động của thương quan ám hại, người tuổi Hợi có xu hướng mất phương hướng, thiếu tập trung trong thời điểm này. Thêm vào đó, vì những tác động khách quan nên bạn dễ gây ra một vài sai lầm đáng tiếc cho con đường sự nghiệp vốn đang trên đà phát triển của mình. Ngày này, bạn cũng chớ nên cả tin và vội vàng nghe theo những lời dụ dỗ đường mật từ người khác. Lúc này không thích hợp cho việc đầu tư những dự án có chỉ số rủi ro cao, cũng không nên cho vay mượn tiền. Tham thì thâm, chớ đánh đổi công sức mồ hôi nước mắt của mình cho cái lợi trước mắt. Ngũ hành kim sinh xuất cho thủy không có lợi cho chuyện tình cảm của con giáp này. Mối quan hệ có dấu hiệu rạn vỡ, có thể vì công việc không tiến triển thuận lợi khiến tâm trạng của tuổi Hợi sinh ức chế, dồn nén. Việc mở lòng và chia sẻ ý nghĩ, khó khăn của mình sẽ giúp kéo bạn lại gần hơn với đối phương, giúp mối quan hệ giữa hai bạn có thêm một bước tiến mới. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, dễ mất phương hướng, thiếu tập trung trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, dễ gây ra một vài sai lầm đáng tiếc cho con đường sự nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, chớ nên cả tin và vội vàng nghe theo những lời dụ dỗ đường mật. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, ngày này không thích hợp cho việc đầu tư những dự án có chỉ số rủi ro cao. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, mối quan hệ có dấu hiệu rạn vỡ do thiếu sự sẻ chia. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 6, số 53. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.